Tại Cú Gáy Bình Mỹ, Bắc Tân Nguyên, Bình Dương xin mến chào anh em đam mê Cú Gáy. Thì hôm nay lọc lá chốt được hai đơn ha. Đơn này thì lấy tiền trực tiếp. Hai cặp Vân Hoa Đỏ sinh sản, này đổ tim luôn nha. Cặp này thì bao đẹp à. Cặp này thì con máy là cũng tim luôn. Đó. Con trống hay tim không nói rồi. Thường thường cái chim này thì con trống tim trắng thì nó bình thường rồi, còn đây con mái nó tim trắng luôn nè, đây 142 nữa, đây con trống ha, nhìn là biết, cái tim lông là biết, còn con mái này. Thấy không? Con trống tim lông màu trắng ha, tim trắng ha, đó. Còn mái tim lông màu xanh nè, khác ha, đây cặp này nữa nè. Con mái tim lông màu xanh nè, trống tim lông màu trắng nè. Đó. Vào đó thì thấy cặp này biết không? Giờ ship cặp này trước cho ship hai cặp này trước. Tại vì dự tính là chiều nay mới ship nhưng mà hôm qua kẹt cái có anh trai ở Bình Thuận, bữa anh mua con nọc 4 triệu rồi. Anh chuyển tiền rồi nên phải chạy từ nhà xuống giao con đó, thì đang ở cơ quan luôn. Nếu ở nhà, thì cũng phải giao, cũng phải chạy xuống xuống đơn vị đó. Nếu mà nó con chim nó ở nhà đây thì cũng phải chạy xuống bến xe, cũng gần 30 cây số. Mà bây giờ sẵn giao hai cặp này ở Dĩ An thì về xuống cơ quan bắt con đó ở cơ quan đó, xong đó thì chạy ra bến xe, xong rồi xuống Dĩ An giao, xong ăn sáng cà phê xong chạy về, coi như nếu tính thì không kẹt đường thì tầm cỡ 9 giờ về nhà. Giờ là 5 giờ rưỡi rồi. Rồi em tranh thủ bắt ha. Giờ hai quay kỹ chân cẳng ha. Đó. Cặp này đánh dấu dây rút đen nha. Đó. Bình thường ha. Nó cũng không có ngoái lộn ha. Chân cẳng bình thường. Đó, con này thì bình thường ha. Này là con mái, cái chân nó bị hơi cua một xíu, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến sinh sản đâu, tại vì con mái mà, với hai là chim sinh sản mà. Ôi, cặp này đẻ luôn rồi nè anh em nào lấy rước vậy là đẻ không, em nói là chim đẻ là hên xui lắm, nuôi nhiều khi để vậy em đâu lót ổ đâu, em mới lấy con manh về em đẻ nó này là Vân Hoa kem ha, đây con này trống này, giấu lên đầu đó, cặp 1 triệu nha, nào tranh thủ em bắt nha. Rồi, giờ bắt xong hai cặp ha, giờ đi giao thôi, giờ xuống cơ quan cái đã. Em mới xuống cơ quan ha, bây giờ để bắt nha, gửi cho ảnh nha. Rồi, chim thì hơi tư lông đuôi nè, thứ hai là con này tơ, con này phải tập nhiều đó. Chiêu gù hai hậu lỡ, nhưng mà thường thường gáy một hậu không à. Chân cẳng khô 10 tháng rồi đó, cỡ tầm 10 tháng rồi. Rồi trên vòng chân có số là 112 ha, chắc nhìn không thấy đâu. À, 112 ha. Đó, anh em nhìn kỹ thấy không? Rồi 2,5 triệu bao ship với hai cặp đẻ 2 triệu bao ship nữa, hôm nay lụm 4,5 triệu nha anh em, nhẹ nhàng tình cảm thôi. Rồi chân thành cảm ơn anh em đã xem clip ha, kim này về Bình Thuận nha. Rồi hẹn anh em ở clip tiếp theo, anh em xem vui lòng cho em xin một đăng ký kênh nha.
khoai.